Quý khách, ăn bát mì đi. Nói ta sao? Dân. Được, cho ta bát mì đi. Có ngay, cậu đợi chút. Quý khách. Xin mời. Mì của quý khách đây. Đứng lại, không được chạy. Ông chủ, cho thêm một bát nữa. Quý khách. Xin hỏi khách quan ăn gì vậy? Cho bát mì. Mọi người, đây là chủ của chúng tôi. Có chuyện gì mọi người từ từ nói. Tránh ra. Hai vị khách quan xin cứu lấy chủ chúng tôi. Giữa ban ngày ban mặt, dám lấy đao để gây chuyện. Muốn chết sao? Dám động vào chuyện của bọn tao. Còn không đi tao giết luôn cả mày. Tôi đúng là muốn mắt nhắm mắt mở bỏ qua không can thiệp. Vậy mà cậu không mau đi đi. Nhưng đau của các người quá chói mắt, tôi không thể nhìn mà giả vờ như không thấy. Anh đi đi, tôi không muốn liên lụy tới anh. Nhưng tôi ở đây rồi, tôi nhất định phải quản. Muốn làm anh hùng à? Tao cho mày cơ hội. Nhưng lúc tâm trạng tôi còn tốt, mau thu đau lại rồi cút đi. Các anh em, lên. Lợi hại quá. Mày đợi đó. Cứ đợi đó. Các anh em, xúc. Đi thôi. Nhóc con, mình cậu ăn hết chỗ này sao? Tôi ở đây ăn mì, các anh ở đây đánh qua đánh lại, nguy hiểm lắm đấy. Đứng dậy, chúng ta đấu một trận. Đấu gì? Ăn mì à? Ăn mì thì không cần đấu, đấu võ. Mặc kệ anh ta. Đa tạ đại hiệp đã ra tay cứu giúp. Không biết tên họ anh là gì. Không cần đâu. Cậu chủ. Cậu chủ à. Cậu chủ. Cậu không sao chứ? Là đại hiệp đây đã cứu tôi. Đại hiệp. Cảm ơn đại hiệp đã cứu cậu chủ của chúng tôi. Đại ân không có gì để báo đáp. Mong cậu làm người tốt thì làm đến cùng. Cậu chủ nhà tôi vẫn luôn bị người ta đuổi giết. Xin cậu hãy cứu cậu ấy. Muốn tìm tôi làm bảo tiêu. Đúng vậy. Vì đại hiệp ăn mì trước mặt mọi người đây chính là bảo tiêu tốt nhất đấy. Cậu ấy còn có thực lực hơn tôi. Xin cậu hãy xem xét lại. Nhóc con, tên cậu là gì? Tôi là Phương Dân Sơn. Tôi là Mộ Dung Xuyên. Tôi đây có mắt không thấy Thái Sơn. Quá ra là Mộ Dung đại hiệp nổi danh trên giang hồ. Mong đại hiệp hãy cứu giúp. Bà, người trước mắt bà mới chính là bảo tiêu tốt nhất. Phương Dân Sơn, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Đến lúc đó tôi sẽ làm cho cậu thu lại nụ cười của cậu lúc này. Cậu là Phương Dân Sơn đúng không? Đúng vậy. Nếu như Mộ Dung đại hiệp đã đề cử cậu, xin cậu nhất định phải đồng ý. Gánh trách nhiệm là bảo tiêu tùy thân của cậu chủ chúng tôi. Bảo tiêu tùy thân à? Như vậy sao? Vậy bà có tiền không? Có. Tôi có ngân phiếu. Không, không cần đâu. Chỉ cần trả chỗ mì này thôi. Trưởng quầy, bao nhiêu tiền vậy? Chỉ 8 xu. Ghi vào sổ nhé.
Thiếu hiệp, nếu như ăn xong rồi, vậy thì làm phiền cậu đi với chúng tôi một chuyến. Được, đi thôi. Lẽ nào anh ta sẽ vì tám xung mà liều mạng sao?